Hello ladies and gentlemen, please welcome to my channel again. Chào mừng trở lại chúng mình vlog đầm năm thời mới 2020 ba. Cứ ខ្ញុំ tới mới cái hai đạ tá. Tại sao tại ngày này thử ngày tết ខ្ញុំ tới nệ đai vì ca sắc xa một tí. Chừng ខ្ញុំ tới 2 nẹ ly gẻng. Hay start vlog mau cứ tha pẹ mà tầm 2 nẹ mọ nè đó khỉa. Ok. Dương ca pia dương đai khlạch ni nha. Khlạch chlong như chừng nè khlạch phđắc sai nè khlạch ở đây hay mình được trởn tiệt. Ok. So chừng nè đai mọ thời mới tới subscribe ấy, subscribe nè một mau hay thì tiết nhom tới đã khmai và lấy bông nư một đập vào bí mà bông đa họ là mỏ đấy mà về khơi là mỏ la là mỏ tới đã khmai mà lẽ mà đây cái tới tầng màu muối là ngập chế mà nhỉ. Ok sau so, chân chạm về em tới đó thì em thoát được cái mọi xí thôi. Why you won't shipping get your mood right? Shorty look good in the moonlight. So why you so bad, my spotlight, moonlight. Why you won't shipping get your mood right? Lời mà đo đặt không ai ấy vậy vì tham mảnh Austria mỏ trăm là mỏ lần mi mỏ đa tăng vì chọn đây là chất đo đặt không ai ấy bình thường ấy mi là mỏ muối hay là mỏ muối mấy nắng lần mang cái đòn điện. So lời như mỏ từ tập tập sinh chưa đúng là hay là gọi đi ơi. Ok, hai trăm lít nhâm tật thọt cả lại cái châu hủ cái này đó nên mình tí chấm đó. Nôm hai và lại cứ dương từ cả lại hồ lục ta thốn đừng cái đại châu xây ghế được chìa bao sai em đấy phải bắt đấy. Nơi một tí tiền thì đó đa hiện sinh ai đài hay có mấy đẹp có cái này đăng mạng đấy có khơi như mấy. Ok vậy tới cứ tha chọc chương mỗi lấy chạm pê nhâm tật đó nhâm đừng thọt này đó thì mỗi nhâm mới cho chất dậy trở đấy bà. We'll be right back.
lỡ chọc ấy nhưng họ ai xí sẵn thì tiết cho ta tiết với nháy và hai chị họ mi xí được chẳng thấy tên bột linh bột ăn ai xí tới của bột là không bột là không là lùi ok thế kì bột là không được nhiệt ơ bé phải cả chẳng là vlog nâng cứ tham em và nâng thế khỏi nhưng hơi nhanh ọc em mưa cắt cắt thì ta quay ra dòng khăn ngày sai thì của ngày sai thì hai nơi chân tiết em nhớ nhầm chân máu thô này nó không một em ok chẳng chụp hết video khỏi bye bye.